Biết mình được book livestream nhưng độn giá lên quá cao so với các sàn thương mại, Phạm Thoại lên tiếng xử lý. Là một trong những người livestream đắt sâu nhất Việt Nam, bán cái gì là cháy hàng cái đó, Phạm Thoại luôn được công chúng theo dõi và quan tâm đặc biệt. Chỉ cần là Phạm Thoại like thì chắc chắn ở đó sẽ có giảm giá sập sàn. Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại lên tiếng bóc phốt một phiên like của anh cho nhãn hàng nhưng độn giá quá cao so với bình thường. Ngay lập tức, Phạm Thoại đã tìm hiểu và lên video làm rõ sự việc để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và uy tín của bản thân. Theo lời anh kể, brand này đã book anh nhưng mức giá báo với anh rất cao vì anh không kiểm tra kỹ nên đã nhận lời mời hợp tác. Anh cho rằng đây là cách làm việc vô cùng thất đức và thiếu chuyên nghiệp, có thể khiến nhãn hàng này mất khách và khó kinh doanh lâu dài. Vài hôm trước mình có bán hàng cho một nhãn hàng mỹ phẩm cũng như về sản phẩm sức khỏe. Mọi chuyện diễn ra rất là thành công và nói thật luôn, doanh số rất cao. Nhưng khi kết thúc phiên livestream, nhận được sự phản ánh lại của khách hàng, giá sản phẩm khi nhãn hàng đưa ra cho mình bán lại cao hơn so với giá bình thường bán trên tất cả các sàn. Mình cảm thấy đây là một trong những cái điều, nói thật luôn, lừa đảo, gian dối khách hàng của mình. Và đây là một cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tại sao nhãn hàng lại làm điều như vậy? Với bất kỳ một nhãn hàng nào làm việc với mình mong muốn hãy suy nghĩ thật kỹ, chứ không phải là đôn giá lên để khiến cho khách hàng họ cảm thấy họ chịu và thậm chí họ ghét luôn nhãn hàng đó, thì điều đấy không ai mong muốn cả. Nếu như có bất kỳ một vấn đề gì về sản phẩm, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp lại với mình sẽ là người xử lý và mình không bao giờ khiến khách hàng mình phải thiệt. Và nếu như nhãn hàng không giải quyết được vấn đề, em sẽ là người đứng ra giải quyết hộ khách hàng luôn đấy, và chúng ta sẽ không có câu chuyện gặp lại nhau. Ok, có thể nói Phạm Thoại đã có cách giải quyết khá hợp lý, vừa giúp bản thân giữ uy tín, vừa giúp khách hàng của mình lấy lại công bằng. Nhiều khán giả cũng cho rằng để xảy ra tình trạng này, một phần là lỗi phía anh. Hy vọng ở những lần hợp tác với các brand khác, anh sẽ kiểm tra kỹ khi đưa ra quyết định và tránh tình trạng độ giá quá cao để lừa khách hàng. Còn các bạn nghĩ sao về cách giải quyết của Phạm Thoại? Comment ngay cho TV Trend biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.